Chào các bạn, hôm nay trong video này mình xin giới thiệu đến các bạn các cái mẫu của cuốn tấm liền kiểu tay Vinastar Door của bên mình mà khách hàng hay sử dụng. Về cơ bản thì của cuốn tấm liền kiểu tay bên mình có 3 màu chính là màu xanh, màu ghi và màu vàng kem. Trên tay mình đang cầm đây là của cuốn tấm liền kiểu tay màu xanh, một mặt chính là màu xanh và mặt còn lại là màu ghi. Các bạn có thể quan sát được cái độ dày của cái nan cửa. Cái mẫu tiếp theo mình đang cầm chính là cửa cuốn tấm liền kéo tay màu ghi. Một mặt chính là màu ghi và mặt còn lại là màu vàng kem. Cửa cuốn tôn công nghệ Úc được sơn chống dỉ. Các bạn có thể dùng hoàn toàn yên tâm 10 năm, 20 năm mà không hề ảnh hưởng, không thể bị phai màu sơn. Về cơ bản thì cửa cuốn tấm liền kéo tay bên mình được chia thành 3 loại màu và có 3 loại series 1, series 2 và series 3. Cái loại mà thông dụng nhất, khách hàng hay lựa chọn nhất và giá cả mềm nhất hiện tại là cửa cuốn tấm liền kéo tay series 3. Với giá bán buôn bên mình đang để công khai là 390.000 đồng 1m², bao gồm đầy đủ dây, giá, khóa. Còn về giá lắp đặt, nếu ở trong nội thành Hà Nội thì giá lắp đặt là 550.000 đồng 1m². Và cái giá này có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm cũng như là vị trí địa lý của quý vị và các bạn. Khách hàng sẽ được miễn phí vận chuyển cửa cuốn trong nội thành Hà Nội. Còn đối với các khách hàng ở ngoại tỉnh thì các bạn được miễn phí vận chuyển từ xưởng sản xuất của bên mình ra đến bến xe. Còn lại cái chi phí từ bến xe đến địa phương thì quý khách chi trả đối với đơn vị vận chuyển. Video vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn các cái mẫu màu của cuốn tấm liền kéo tay của bên mình. Rất mong các bạn lựa chọn được cái mẫu của cuốn ưng ý cho gia đình, phù hợp với cái mục đích sử dụng của các bạn. Nếu các bạn có băn khoăn hay câu hỏi gì, các bạn có thể comment xuống phần bình luận bên dưới của video. Video này mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.